Xin chào tất cả các bạn, giải lao nghỉ trưa, chúng ta sẽ xem ảo thuật một tí xíu giải lao nha anh em. Trước khi anh em tiếp tục coi review con custom 100, bây giờ chúng ta sẽ coi ảo thuật nha. Này là giải lao nha anh em, giải lao coi cho vui. Rồi, đây bộ bài. Giờ mình sẽ lấy đại ra ba con bất kỳ. Đây là một bộ bài bình thường. Giờ lấy đại ra ba con bất kỳ. Lấy ra ba con bất kỳ. Và nó có thật sự là bất kỳ hay không thì diễn xong thì anh em sẽ thấy nha. Rồi. Thật sự ba con này là các bạn chưa biết nó là ba con gì. Thì mình sẽ mở từng con ra cho các bạn coi nha. Đầu tiên, đây là con đầm bích. Đó, thì con đầm bích mình sẽ lấy mình để nó ở dưới, để dưới cùng. Rồi, tiếp theo coi cái con số 2. Cái con số 2 nó cũng là con đầm bích. Rồi, lấy con đầm bích bỏ vô chính giữa. Như vậy chúng ta có một con đầm bích, hai con đầm bích. Rồi, giờ đây là con số 3. Nó vẫn là con đầm bích nè các bạn. Đây nè. Đó, ra. Nó vẫn là con đầm bích nha các bạn. Rồi bây giờ mở lên coi, một con đầm bích, hai con đầm bích, ba con đầm bích. Đó. Nhưng mà bây giờ bốn tay một cái. Giờ coi. Nó biến thành con bồi rô. Bỏ dưới. Rồi, coi con tiếp theo. Vẫn là con bồi rô. Đấy, rồi. Bỏ nó chính giữa. Rồi, coi con. Coi con cuối cùng. Vẫn là con bồi rô. Đó, đi lại các bạn. Đó. Ba con bồ rô. Giờ coi lại coi, một bồ rô, hai bồ rô, ba bồ rô. Lại là năm bích. Lắc cái nữa. Năm rô. Hai con năm rô. Và con cuối cùng. Năm rô. Đầm bích, ba con bình thường. Thật ra ba là con, ba con bình thường mà các bạn nhìn ảo giác giống như là ba con khác nhau đúng không? Đây, làm lại nha, hơi nhức đầu rồi các bạn, hơi nhức đầu rồi các bạn nha. Đây, bầu rô để dưới. Ấy, biến thành con nào? Con bồi, con đầm. Ok, cảm ơn tất cả các bạn.